8 loại hoa tuyệt đối không được để lên bàn thờ. Hoan hỉ kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tử vi tổng hợp trên kênh Phong Thủy Gia Cát ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, tục lệ thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ lâu, thể hiện sự coi trọng cuộc sống tâm linh, coi trọng cội nguồn. Trên bàn thờ ngày rằm, ngày mùng 1, ngày giỗ chạp, lễ Tết, dù cúng mặn hay cúng chay đều không thể thiếu một bình hoa tươi. Quan niệm xưa, hoa tượng trưng cho sự thanh khiết. Dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng lên những điều thiện, điều tốt lành đã làm được. Dâng lên cúng Phật, Thánh, Gia Tiên thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên ông bà và các vị thần linh. Còn với các tăng ni, Phật tử thì cúng hoa thể hiện cho việc tu nhân, bởi mỗi khi nhìn thấy hoa là nhớ đến việc tu nhân thiện để tương lai mới nhận được quả báo thiện. Vì vậy, không phải gia đình nào cũng biết rõ về các loài hoa cúng ban thờ và hoa kiêng kỵ xuất hiện ở vị trí trang trọng này. Ban thờ chính là nơi trang trọng và uy nghi tuyệt đối. Chính vì vậy, những loài hoa đặt trên ban thờ phải mang ý nghĩa kính trọng, thanh cao và hoàn mỹ. Vậy chúng ta cần phải tránh những loại hoa nào? Mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu 8 loài hoa không được để trên ban thờ để luôn giữ sự tôn nghiêm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đặc biệt, quý anh chị có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. 8 loài hoa tuyệt đối không được để trên bàn thờ. Đầu tiên là hoa ly. Hoa ly là loại hoa thanh tao, nhã nhặn và thể hiện được sự cao quý. Hoa ly mỗi màu sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Chính vì thế, muốn sử dụng hoa ly cho công việc gì, chúng ta đều dễ dàng lựa chọn được cho mình những loại hoa phù hợp nhất. Ly trắng là loại hoa tượng trưng cho sự trong trắng và đức hạnh của người phụ nữ. Cùng với đó, ly trắng còn có ý nghĩa hạnh phúc và thịnh vượng. Ly vàng là biểu tượng cho những người đàn ông hào hoa, phong nhã, những người đàn ông mạnh mẽ. Ly hồng thể hiện cho lòng kiêu hãnh và sự giàu sang. Ly đỏ, sự tự tin và mạnh mẽ. Màu sắc của hoa ly thường khá rực rỡ, thơm ngát. Tuy nhiên, không nên dâng lễ Phật, bàn thờ gia tiên. Ở Việt Nam thì theo như người xưa truyền tai rằng, hoa ly nói lên sự ly tán, chia ly cách xa, ly gián. Chính vì thế mà loài hoa này người xưa rất ít khi dùng làm hoa cúng trên bàn thờ vì sợ nó sẽ mang lại sự chia rẽ, ly biệt giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, người ta kiêng dùng hoa ly. Tuy không được trưng hoa ly tại bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật, hoa ly lại có thể dâng được ở những nơi thờ, nhất là thờ Thánh Mẫu. Sự rực rỡ thơm ngát của hoa ly rất hợp để dâng lên mẫu, cầu xin bình an và may mắn. 2. Hoa phong lan. Phong lan mang sắc đẹp và hương thơm của một loài hoa quý tộc. Chúng có đầy đủ sự kiêu sa, đài cát và quý phái của một bậc vương giả. Nhiều loài lan quý giá hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn có rất nhiều người tranh nhau sở hữu vì họ hiểu được giá trị thật của loài hoa không giống các loài hoa khác. Phong lan là loài hoa cực kỳ nữ tính, đại diện cho vẻ đẹp của tình yêu, sự giàu có, trang trọng. Nếu như người con trai nào tặng bạn một nhành phong lan thì cũng là dấu hiệu của sự nghiêm túc về tình cảm. Phong lan trắng cũng biểu thị cho trí tuệ, sự thuần khiết, thanh lịch và cả sự khiêm tốn. Chúng cũng mang ý nghĩa về sự chân thành, lòng tốt và sự thật. Phong lan dùng cho khai trương như một khởi đầu vạn sự cát tường. Đây cũng là một món quà Tết hết sức ý nghĩa cho các gia đình Việt. Hoa phong lan là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm bàn thờ nhân dịp Tết. Nhưng dâng Phật thì không nên, bởi vì loài hoa này có nhiều màu rực rỡ, không thể hiện được sự thanh cao, tao nhã. Mặt khác, chữ phong gần với chữ phong tình, phong túng nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. 3. Hoa lan móng rồng. Hoa lan móng rồng mang tính tượng trưng cho con rồng trong tín ngưỡng của phương Đông, nên ý nghĩa hoa móng rồng thường đại diện cho trí tuệ, niềm tin, lý tưởng, nguyện vọng, sức mạnh. Trong tâm trí của những người con của văn hóa phương Đông, những người theo Phật giáo, thì rồng chính là vận linh thiêng do trời đất sinh ra với hình dáng mình dài, trên thân có nhiều vảy, đầu có sừng, chân có móng vuốt, bay được lên trời, lặn được dưới nước. Thế nên, khi xuất hiện một loài hoa với những cánh hoa khum khum và có sự chuyển sắc từ xanh thành màu vàng óng, người ta đã không ngần ngại đặt tên hoa móng rồng cho những bông hoa thường tỏa ra hương thơm ngào ngạt ấy. Hoa móng rồng không đại diện cho sự dịu dàng, e ấp. Nó chính là hình ảnh cho trí tuệ, niềm tin, lý tưởng, nguyện vọng và sức mạnh. Chắc chắn trong mỗi chúng ta, những người con của văn hóa phương Đông, theo Phật giáo thì rồng được coi là loài vật tượng trưng cho điều thiêng liêng nhất. Với những người cầu bình an thì đây sẽ là con vật mang đến những điều tốt lành. Với những người cầu tiền tài, địa vị thì rồng sẽ đại diện cho sức mạnh và may mắn. Thế nên, trồng hoa móng rồng trước ngõ như cách để con người có thể cầu được ước thấy, tin tưởng vào tín ngưỡng tâm linh. Tuy nhiên, cũng vì hình dáng giống như chiếc móng rồng và tên gọi cũng không được đẹp đẽ, loài hoa này lại không mang ý nghĩa về sự tôn nghiêm. Chính vì vậy mà loài hoa này không dùng để thờ cúng tổ tiên. 4. Hoa đại hay còn gọi là hoa sứ. Hoa sứ là loài hoa mà ở mỗi lãnh thổ, đất nước với nền văn hóa khác nhau thì cũng mang những ý nghĩa khác nhau, đặc trưng riêng cho mỗi dân tộc. Trong văn hóa Phật giáo, hoa đại là biểu tượng cho một cuộc sống mới với sự khởi đầu, bắt đầu và những điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, loài hoa này còn mang đến ý nghĩa về những mong ước được bình yên, vui vẻ trong cuộc sống. Đối với văn hóa Hindu, hoa đại mang ý nghĩa về sự cống hiến, và khi những bông hoa được kết lại thành một chiếc vòng hoa để đội lên đầu, thì đó là thay lời cầu chúc có được cuộc sống an lành, bình an, cuộc sống vui vẻ. Văn hóa Hawaii thì loài hoa này cũng mang ý nghĩa tích cực về những điều tốt đẹp. Trong các lễ hội, hoa sứ được những người phụ nữ kết thành vòng đội lên đầu hoặc đeo ở cổ để cầu chúc một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Ngoài ra, khi bông hoa được các cô gái cài lên đầu là để thể hiện tình trạng hôn nhân của mình. Nếu cài hoa bên phải nghĩa là chưa kết hôn và ngược lại nghĩa là cô gái đã có chồng. Hoa sứ hay còn gọi là hoa đại và chúng ta thường nhìn thấy chúng nhiều nhất tại các ngôi chùa, đền miếu như một loài hoa gắn liền với thế giới tâm linh. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa thì đây là loài hoa không nên để trên bàn thờ vì hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo sự tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. 5. Loài hoa xuyến chi. Hoa xuyến chi là bông hoa xinh xắn, màu đẹp. Có cả một truyền thuyết vô cùng cảm động đằng sau loài hoa này. Hoa xuyến chi là bông hoa xinh xắn, màu đẹp. Có cả một truyền thuyết vô cùng cảm động đằng sau loài hoa này. Truyền kể rằng ngày xưa rất có nhiều người con gái như thế. Có giọng hát du dương đủ làm mọi người say mê tất cả. Nhưng nàng không hề xinh đẹp, nếu không muốn nói là xấu xí. Trong suốt quãng đời của nàng, chưa một lần nàng cảm nhận được sự quan tâm và sống cả đời trong sự cô đơn lặng lẽ, bởi chính nàng cũng không nhận ra mình đang cô đơn. Và rồi, cho đến khi có một người lưu khách đã say mê giọng hát của nàng mà đến cùng trò chuyện, giúp nàng hiểu thế nào là hạnh phúc. Thời gian dần trôi, người lưu khách đã muốn ra đi. Nàng tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng không thành, rồi lại trở lại sự cô độc mãi mãi. Nàng chết đi, trở thành một loài hoa. Hoa không đẹp, không mỹ miều, không thơm ngát như những loài hoa khác. Nhưng khóm hoa ấy cứ mãi sinh sôi, nhanh thật nhanh, như muốn vươn lên để tìm hơi ấm. Mặc dù ý nghĩa về tình cảm của hoa xuyến chi rất là hoàn mỹ, nhưng xét về khía cạnh tâm linh thì hoa xuyến chi chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên bàn thờ nơi có thần linh và gia tiên, bởi cái tên của nó không đẹp, hoa cứt lợn. Nếu đặt lên bàn thờ sẽ đồng nghĩa với việc gây nên tội xúc phạm với thần linh gia tiên, ảnh hưởng đến vận số và cuộc sống sau này. 6. Loài hoa cúc vạn thọ. Hoa cúc vạn thọ ngay từ cái tên đã cho chúng ta biết được ý nghĩa của loài cây này. Là loại hoa tên hay, màu vàng ở miền Trung hay dùng vì dễ trồng, dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Nhưng cúc vạn thọ có nhiều ý nghĩa hơn những gì bạn có thể nghĩ từ những ấn tượng đầu tiên. Loài hoa có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người, hơn nữa còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt cùng với vẻ đẹp mộc mạc nhưng khó quên. Cúc vạn thọ, biểu tượng của sự trường tồn, vĩnh cửu, thường được người dân trưng trong nhà vào mỗi dịp lễ Tết với mong cầu bình an. Tuy vậy, đối với một số tín ngưỡng, hoa cúc vạn thọ còn ý nghĩa thể hiện cho sự ghi nhớ và tưởng niệm cái chết. Theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh gặp những điều không may mắn. Mặt khác, hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên. 7. Loài hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt, một loài hoa không cao sang, đằm thắm, nó mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng mà rất đơn sơ, mộc mạc. Cũng giống như những loài hoa khác, hoa dâm bụt có nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa khác nhau. Sau đây sẽ là một số ý nghĩa về các màu sắc của hoa dâm bụt. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, vẻ đẹp và sự nữ tính. Màu vàng là niềm vui, là ánh nắng và là sự may mắn. Màu hồng, đây không chỉ là màu sắc yêu thích của nhiều bé gái mà nó còn là màu sắc dùng để chỉ tượng trưng cho tình bạn, cho tình yêu và nói lên sự lãng mạn giữa nam và nữ. Màu tím là sự huyền bí, là các kiến thức và chỉ các tầng lớp cao quý. Màu đỏ là biểu tượng cho tình yêu và sự đam mê. Nhắc đến hoa dâm bụt, đầu tiên người ta sẽ nhớ tới đây là loài hoa dùng để dâng lên cho Phật. Loài hoa thể hiện một ý nghĩa nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng rất hiền. Người ta thường nói hoa dâm bụt tượng trưng cho sự che chở của Phật. Tuy nhiên, tại một số vùng miền của Việt Nam thì hoa dâm bụt tượng trưng cho những người con gái có lối sống không đàng hoàng, lẳng lơ. Hoa mọc bên rào, dễ ngắt, dễ hái, ai đi ngang qua cũng có thể ngắt đem về. Hoa đẹp nhưng không bền. Và tên của hoa cũng không được đẹp nên tốt nhất chúng ta không nên đặt lên bàn thờ. 8. Hoa phù dung. Hoa phù dung là loài hoa mang cái tên thần tiên với vẻ đẹp mong manh tựa sương sớm. Tuy đẹp nhưng phù dung lại là một loài hoa sớm nở tối tàn, mang ý nghĩa không được bền lâu, trọn vẹn, nên tốt nhất không nên đặt lên bàn thờ. Ngoài ra, hoa phù dung còn được gắn với một điển tích về một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ. Người xưa kể rằng có nàng tiên nữ vẻ ngoài xinh đẹp tên là Phù Dung. Tuy ngày ngày sống trên cõi tiên nhưng nàng luôn giàu sĩ, u buồn. Thấy vậy, Vương Mẫu Nương Nương thương tình ban cho ân huệ được xuống hạ giới chu du bốn bể. Phù Dung tiên nữ phủ mệnh giáng trần. Không may, nàng làm mất lá bùa phi thiên để quay trở lại thiên đình. Quá lo lắng, buồn rầu, Phù Dung ngồi khóc bên bờ suối. Thấy vậy, chàng thợ săn đồng tâm lại gần hỏi han. Phù Dung không dám chân tình, chỉ vờ lạc người thân nên không biết đường về nhà. Thương tình, đồng tâm dẫn nàng về nhà chú Trân. Đúng lúc, mẹ chàng đang đổ bệnh nặng. Phù Dung thấy vậy, dốc lòng trị thương. Tình cảm giữa đồng tâm và Phù Dung bắt đầu nảy sinh từ đây. Tuy vậy, sóng gió trắc trở ập tới, mối lương duyên giữa nàng tiên giáng trần và chàng đồng tâm không có kết thúc viên mãn. Từ điển tích trên, nhiều người gán cho hoa phù dung ý nghĩa của sự trắc trở, gian truân. Nếu như lựa chọn phù dung để đặt trên bàn thờ, cuộc sống sẽ trở nên gian nan, không được trọn vẹn. Trên đây là 8 loại hoa tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ. Hy vọng quý anh chị và các bạn xem chương trình sẽ có thêm được những thông tin về cách lựa chọn hoa để cúng kiếng sao cho không thể hiện sự bất kính mà gây mất lộc. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và 30 tập chương trình và để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.